Kênh Thuốc Nam Thuốc Bắc xin chào các bạn. Đừng tiếc like, share khi xem video. Bài thuốc chữa yếu sinh lý từ tỏi và hành tây. Yếu sinh lý là căn bệnh khổ sở giới đàn ông. Vậy có cách nào để điều trị được bệnh này hiệu quả? Hôm nay, nhà thuốc sẽ chia sẻ cho các bạn các bài thuốc dân gian giúp cây ông trị bệnh yếu sinh lý hiệu quả từ tỏi và hành tây. Hành tây là một chất kích thích tình dục mạnh, được gọi là Viagra trắng. Tự nhiên tốt nhất tổng hợp các thuốc giúp bộ thận trắng dương lực của hành tây như sau. Hành tây ngâm giấm. Phương thuốc: hành tây tươi một củ khoảng 100g, bóc vỏ ngoài, thái dọc với bản rộng khoảng 2cm, ngâm với giấm khoảng 4 giờ. Sử dụng khi ăn, trộn thêm một chút gia vị và đường. Mỗi ngày ăn khoảng 50 đến 100g, ăn liên tục trong 1 đến 2 tháng. Bài thuốc tốt cho nam giới mắc bệnh yếu sinh lý. 2. Cật lợn trộn hành tây. Phương thuốc: hai quả cật lợn làm sạch, bổ đôi, khía vảy rồng rồi cắt thành miếng bằng 2 ngón tay, đun sôi nước với một ít muối và rượu trắng rồi dùng nhúng cật đến khi thấy các vết khứa nở ra thì vớt để ráo. Hành tây một củ cắt mỏng, xào với tỏi phi thơm cho chín vừa, nêm chút muối, đường, dầu hào rồi phi tỏi trong chảo cho thơm rồi nêm thêm dầu hào. Sử dụng trộn hành với cật cho đều, ăn nóng. Đây là xem như là một trong những món ăn hàng đầu tăng cường bản lĩnh đàn ông. Một số bài thuốc khác: ba kích 100g, tắc kè 50g, hà thủ ô đỏ 100g, hoàng tinh hoặc thuộc địa 100g, đại hồi 10g. Tắc kè ngâm với đại hồi trong rượu 35 độ để được 350ml. Các dược liệu khác cũng ngâm rượu 35 độ trong khoảng 10-15 ngày để được 700ml. Hòa lẫn hai rượu với nhau, thêm 100g đường kính đã nấu thành siro để được 1 lít. Ngày uống 2 lần, mỗi lần 15 đến 20ml sau ăn, trước khi đi ngủ. Bạn thấy thông tin này hữu ích, hãy bấm đăng ký và chia sẻ cho bạn bè. Tôi xin chân thành cảm ơn. 5 ngày để được 700ml, hòa lẫn 2 rượu với nhau, thêm 100g đường kính đã nấu thành siro để được 1 lít. Ngày uống 2 lần, mỗi lần 15 đến 20ml sau ăn, trước khi đi ngủ. Bạn thấy thông tin này hữu ích, hãy bấm đăng ký và chia sẻ cho bạn bè. Tôi xin chân thành cảm ơn.